Hello, chào tất cả anh em. Chúc mọi người có một cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Đó. Thông thường thì các cụ nhà ta thường có một cái câu đó là đắt sắt ra miếng. Đó, nó ám chỉ là khi mà chúng ta mua những cái đồ đắt tiền thì nó sẽ có những cái tính năng nó vượt trội. Đại khái là nó đáng với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để sở hữu. Thì thật ra những cái điều này đôi khi là nó cũng rất là đúng so với iPhone, so với Ferrari, hoặc là một cái gì đấy, có thể là một cái thiết bị âm thanh. Thì thường là nói thật là mình thấy là càng nhiều tiền bỏ ra thì đúng là nó cũng sướng. Thật, nói thật là sướng, phê. Tuy nhiên với nước hoa thì đây là một cái câu chuyện có thể gọi là khá là khác. Đôi khi chúng ta bỏ ra một cái số tiền khá là lớn đó, 7-8 triệu cũng có, 9-10 triệu cũng có, thậm chí là mười mấy củ, 20 củ cũng có. Tuy nhiên những cái giá trị mà chúng ta nhận về thì chưa chắc nó đã làm cho các anh em mình sướng phê người đó. Thì trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến với các anh em một vài chai nước hoa mà cá nhân mình thấy rằng các anh em phải nhớ nhá, cá nhân mình đó, cá nhân mình thấy rằng đắt nhưng chưa chắc đã là sắt ra miếng đó. Mình thấy rằng nó vẫn có một cái gì đấy mà chúng ta nên cân nhắc nếu như chúng ta quyết định bỏ tiền ra mua một trong những chai nước hoa sau. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay, top những chai nước hoa đắt nhưng chưa chắc đã là sắt ra miếng. Ok, còn bây giờ anh em mình không chần chờ gì nữa, chúng ta let's go. Thì chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm thời gian vừa rồi được khá là nhiều người tìm kiếm. Nó có tên là Thomas Cosmala No. 4. Với những cái thông tin được giới thiệu thì đây là một sự pha trộn giữa A13 và 540. Có nghĩa là gì? Đó là một chút phấn, một chút powdery của mùi A13 kết hợp cùng với vị ngọt của 540, và nó tạo lên Thomas Cosmala No. 4. Tuy nhiên ở chai nước hoa này có hai điều mà mình phải nói là các anh em nên cân nhắc nếu như chúng ta chưa thẩm mùi này hoặc quyết định mua chai nước hoa này. Điều đầu tiên đó là nó rất là nồng, rất là mạnh đó, cực kỳ mạnh luôn. Cho nên thực sự xịt chai nước hoa này nó sẽ có thể khiến cho chúng ta giống như một con dao hai lưỡi nếu như chúng ta không biết kiểm soát số lượng xịt. Và cái thứ hai đó là cái dry down của nó, mùi hương khá là hóa học. Khi mà mình mới xịt chai nước hoa này thì ok, đúng là mình cảm thấy nó có một cái gì đấy của 540, một chút ngọt, cái ngọt đặc trưng của 540 và cái một cái vị giống như kiểu thật dạng gọi là giống vị xạ đi, cái tông xạ mix cùng cái vị ngọt, và đúng là nó làm mình có liên tưởng đến 540 và A13. Tuy nhiên sau khoảng tầm 30 phút hoặc là hơn đi thì thực sự đây là một cái tông mùi, cái xạ của nó lên rất là nhiều và nó cảm giác rất là dày mùi. Và có một cái rất là làm cho mình khó chịu, đó là nó làm cho mình cảm giác đây là một cái mùi hương khá là hóa học đó. Khá là hóa học cho nên nó gây cho mình cái cảm giác khá là đau đầu khi mà ngửi. Mình sẽ không nói chai nước hoa này là tệ hay là tốt, tuy nhiên mình có thể khá là đảm bảo rằng chúng ta nên cân nhắc nếu như quyết định mua chai nước hoa này. Đó, chai nước hoa đầu tiên Thomas No. 4 của Cosmala, Thomas Cosmala, ok. Chai nước hoa thứ hai mình không có ở đây, đó là một sản phẩm của nhà Maison Francis Cajan và nó có tên là Puriel. Đây là một chai nước hoa mà với một cái tông mùi oải hương là chủ đạo. Nếu như mà các anh em hay ngửi mùi oải hương thì chúng ta đều biết rằng cái chai nước hoa này, cái tông mùi của hoa oải hương đôi khi nó giống như kiểu là một cái bông hoa mà đã ép trong sách lâu ngày ấy, và khi chúng ta mở ra thì nó là một cái dạng kiểu phấn và hơi khô đó. Đôi khi nó rất là mềm và nồng nàn giống như kiểu của chai nước hoa Lady Dolom đó, nhưng đôi khi nó có một cái gì đó khô và powdery, cũng có chút phấn, giống như mà nếu như anh em nào đã ngửi chai Prada Luna Rossa thì chúng ta sẽ hiểu cái tông oải hương dạng kiểu khô nó như thế nào. Thì ở chai MFK của Puriel này thì cái tông chủ đạo của nó là hoa oải hương, gần như là một dạng kiểu linear
một tuyến tính mùi từ lúc đầu bắt đầu xịt cho đến lúc cuối dry down. Thì thực sự về mùi hương, nó rất là sạch sẽ, nó rất là phù hợp với office, văn phòng. Tuy nhiên, với mình khi mà chúng ta bỏ ra một cái số tiền, chai nước hoa này không hề là rẻ nhé. Những cái sản phẩm của nhà MFK thì cũng không phải là rẻ. Để cho một cái mùi hương mà chỉ đơn thuần dùng một cách gọi là đơn thuần office, còn lại mình không thấy nó quá là hợp. Ví dụ như cà phê đi gặp mặt, gặp gỡ, bởi vì cái tông mùi của nó rất là thiếu cá tính. Nó chỉ đơn thuần là sạch sẽ và là lịch sự mạnh nhất, dùng rất là hợp trong môi trường văn phòng. Còn lại thì thực sự nó giống như kiểu là ra chiến trường mà không hề có mang theo vũ khí. Thì mình cho rằng với một cái mức giá bỏ ra để sở hữu em nó thì sẽ có rất rất nhiều những chai nước hoa mà nó có tính chiến đấu cao hơn, độ linh hoạt tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở đây đó là H24 hoặc là Guerlain Rhône. Mình nghĩ rằng là nó sẽ hợp lý hơn cho việc sở hữu sản phẩm của nhà MFK. Và tất nhiên mình nhắc lại, mình sẽ không nói rằng là tốt hay là xấu, cái đấy là tùy các anh em. Tuy nhiên ở đây thì mình cho rằng là chúng ta nên cân nhắc, bởi vì chưa chắc chúng ta đã hài lòng khi mà sở hữu chai nước hoa này. Đó thì chai nước hoa thứ hai, Maison Francis Cajun Pluriel. Chai nước hoa thứ ba đó là Russian Tea. Chai nước hoa này nó làm cho mình rất rất nhiều những cái cảm xúc lẫn lộn đó, bởi vì mình rất rất là thích cái open nose của chai nước hoa này khi mình mới xịt đấy. Khi mà mình mới xịt thì mình rất là thích chai nước hoa này, bởi vì cái tông bạc hà của nó thì phải gọi là, nếu như có một cái bảng xếp hạng chai nước hoa nào mà có cái open nose gọi là quyến rũ thì chắc chắn rằng Russian Tea sẽ là một trong những chai nước hoa mình sẽ xếp nó vào trong cái list top 10 đó. Tuy nhiên thì sau khoảng 40 phút đi thì cái tông bạc hà tươi mát đấy nó giống như kiểu là một cái túi trà líp tông bạc hà khi mà chúng ta thảo nước nóng ấy, cái tông bạc hà nó bốc lên, nó rất là thanh mát, nó rất là tinh tế. Tuy nhiên thì sau khoảng 40 phút thì nó bắt đầu ra thuộc và trà đen trỗi lên. Thì đây không phải là một mùi hương tệ, đây không phải là một mùi hương tệ. Mình, cái đấy là điều mình chắc chắn. Tuy nhiên, để so sánh một chút về giá cả và một chai nước hoa khác, mặc dù đã diss, tuy nhiên khi mà thời điểm nó còn có mặt ở trên thị trường, đó là Bulgari Pure Homme, thì nói thật là mình không thấy có sự vượt trội hơn hẳn so với Bulgari Pure Homme, trừ mức giá. Tất nhiên ở đây thì hai chai này có theo hai cái combo, hai cái style mùi khác nhau. Ở chai nước hoa này đó là trà đen và da thuộc, open đó là bạc hà. Còn là chai nước hoa này đó là xạ và trà. Thì hai thằng là đi theo hai hướng khác nhau. Tuy nhiên ở đây mình đang nói nó là về cái mức độ tinh tế của trà vượt trội hơn hay không, thì mình không thấy là nó hơn hẳn. Điều đó có nghĩa rằng ở chai nước hoa này chúng ta nên cân nhắc, chúng ta nên thẩm mùi, bởi vì nó rất là đắt và không có nghĩa rằng chúng ta sẽ hài lòng khi sở hữu tông trà của em này. Đối với mình nó chỉ ở mức ổn, còn bảo là tốt, xuất sắc thì mình không nghĩ rằng chai nước hoa đạt đến cái level đấy. Cho nên chúng ta hãy nên cân nhắc nếu như quyết định mua Russian Tea, một mùi trà khá là ổn. Theo mình nó chỉ ở mức ổn, không phải là một cái gì đấy xuất sắc. Anh em thông cảm, mình phải ghi vào list ở đây cho nó đỡ quên. Chai nước hoa thứ tư đó là Herod Perfumes, The Mali Herod. Đối với mình, Herod luôn luôn là một cái tông thuốc lá chân ái. Mình sẽ rất rất khó có một chai nước hoa nào có thể thay thế được tình cảm của mình với mùi hương này nếu nói về tông thuốc lá. Tuy nhiên thì hiện tại nó đã bị reform khá là đáng kể. Cho nên nó ảnh hưởng đến rất nhiều về cái hiệu năng của mùi hương. Thì các anh em nên cân nhắc, nên mua chiết, nên thẩm mùi trước, bởi vì nếu không chúng ta sẽ rất rất là cảm thấy hơi bị giống như kiểu là sốc
khi mà chúng ta mua một chai nước hoa và cái hiệu năng mù nó không được như mà mọi người thường review. Có thể là mọi người review 2-3 năm trước thì những chai cũ và ai cũng tán dương nó bám mùi cho nó tốt, và bây giờ chúng ta mua thì chúng ta lại thấy nó bám kém và bắt đầu lại đổ tại mấy ông YouTuber bla 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 thế này thế nọ. Và vấn đề ở đây bây giờ nó đã bị reform cho nên chúng ta nên cân nhắc đó. Chai nước hoa thứ 5 đó là một sản phẩm của nhà Frederick Moore và nó có tên là, sao tự nhiên mình lại quên, đợi một tí, Bigrat Concentrate. Nhà Frederick Moore luôn luôn là một trong những nhà niche mình rất là ưa chuộng. Ví dụ như ở đây mình có Magnolia, mình có Cannon Flower, mình có Umrose và một số chai nước hoa khác của nhà Frederick Moore. Cho nên ở đây chúng ta, anh em có thể thấy là mình cũng muốn gọi là khoe với anh em là mình là một, cũng là một trong những fan của nhà Frederick Moore. Tuy nhiên không phải là chai nước hoa Biagrad Concentrate, bởi vì có một lý do duy nhất, đó là hiệu năng mùi của nó quá là tệ. Mặc dù đấy là một cái mùi cam rất là thật, tuy nhiên ở đây thì cái hiệu năng mùi của nó mình không thể chấp nhận được. Mình không bao giờ mình chấp nhận bỏ ra một cái số tiền rất là, không phải là rẻ, 5-6 triệu là một cái mức giá có thể gọi là khá đắt rồi. Tuy nhiên để cho một chai nước hoa mà chỉ có độ bám khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì mình không bao giờ mình chấp nhận được. Do vậy nếu như anh em nào cảm thấy có thể chịu đựng được hoặc là có thể chấp nhận được cái việc hiệu năng mùi của nó rất là kém thì chúng ta cứ việc mua chai nước hoa này thôi, Frederick Moore Biagrad Concentrate. Mùi hương thì rất là ok, rất là tốt, tuy nhiên hiệu năng mùi thì không bao giờ mình chấp nhận được đó. Chai nước hoa thứ 5 đó là một sản phẩm của nhà Killian và nó có tên Rose on Ice, được ra mắt vào năm 2020 và nó cùng ra mắt vào cùng với Angel Share. Tuy nhiên đối với mình, Angel Share là một mùi hương mình rất là phê, tuyệt vời. Thì Rose on Ice là một cái mùi hương mình đã rất là ghét. Có một số những lý do, tuy nhiên ở đây có một cái mà chúng ta nên lưu ý, bởi vì mình đã nhớ mình đã nói từng một nói một video rồi. Thông thường những cái chai nước hoa nào mà có sử dụng những cái nốt hương mà không có tinh dầu, ví dụ như đặc biệt là những cái loại trái cây ấy, ví dụ như là dưa chuột, dưa hấu, ổi, thì đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác người rất lợ, rất là khó chịu, một cái cảm giác nó hơi tanh tanh và lợ. Thì ở chai nước hoa này đó là một sự kết hợp của bách xù, dưa chuột và một chút hồng. Bách xù không bao giờ là một nốt dễ dàng, nó thường được sử dụng trong những cái chai nước hoa theo một cái tông fresh aromatic, hương thơm thơm nồng đó, hương thơm ngát tự nhiên aromatic. Thì mình thấy rằng cây bách xù, quả bách xù, cái tông của nó bao giờ nó cũng một cái gì đấy nó hơi hăng, một chút ngái, và khi mà nó kết hợp cùng với cái nốt dưa chuột trong cái Rose on Ice này thì thực sự là nó làm cho mình rất là khó chịu, một cái cảm giác mình không biết phải diễn tả như nào. Tuy nhiên nó làm cho mình khó chịu, ngái, và nói chung là nó không thật mũi. Do vậy nếu như các anh em nào mà chúng ta có ý tìm hiểu mua chai nước hoa này thì mình nói thật là các anh em nên thẩm trước khi mua chai nước hoa này Rose on Ice. Còn nếu không thì mình nghĩ rằng là mình sợ rằng sẽ có những anh em sẽ cùng chung cái cảm nhận đó giống như mình, và nghĩ số tiền bỏ ra thì lại ngất lên ngất xuống thì cũng thương lắm đó. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm, một trong có thể gọi là flagship của nhà Le Labo, Santa Barbara. Một cái mùi gỗ rất là mạnh bạo, rất là mà các anh em nếu như mà lần đầu chúng ta thẩm mùi thì chúng ta có thể thấy rằng là nó rất là nồng, nó rất là dữ dội. Điều đó có thể làm cho các anh em choáng ngợp khi mà ngửi mùi hương của Santa Barbara. Ở đây thì có thể là mình sẽ gợi ý cho anh em một cái sự lựa chọn, nó có thể là nó khả dĩ hơn. Đối với mình cảm thấy đó là Santa du Pacific của Paris Monte Carlo, một sự kết hợp giữa carrot, mùi carrot và mùi gỗ đàn hương, thì mình thấy rằng là nó đỡ mạnh bạo hơn so với Santa Barbara. Thì đấy cũng là một trong những sự lựa chọn mà các anh em có thể tham khảo. Còn lại nếu như chúng ta quyết định mua sản phẩm của nhà Le Labo thì chúng ta phải nên hết sức lưu ý, bởi vì độ mạnh bạo của mùi hương của nó sẽ làm cho chúng ta có thể bị sốc khi mà ngửi đó.
thì đấy cũng là một cái mà chúng ta nên lưu ý. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà theo quan điểm cá nhân của mình, đắt chưa chắc đã là sắt ra miếng. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo nha. Ok, bye bye.